À, thưa các bạn, sáng sớm em bỏ xe đi bảo hành rồi em bắt ráp ra cái bãi lựa quá trời đồ, về thêm được hai cái này nha. Quá tuyệt vời, rất là nhiều khách hỏi luôn các bạn, đặc biệt cái này nè nha, cái này công suất rất là cao, chỉ quay nhẹ tay thôi là phát nha. Nhưng mà để em vệ sinh lại, vệ sinh sạch sẽ lại, mở ốc ra, cái lõi từ bên trong nó đổ keo nha, không ảnh hưởng, chỉ là nó bụi dơ, vệ sinh lại thôi là ok. Cái này hàng hiếm đấy các bác, hôm nọ có hai cái thì em giảm giá, chứ bây giờ hôm nọ có ba cái chứ, còn bây giờ chỉ còn có một cái nha. Cái này khách nào mua được thì mua nha, chứ lấy cực khổ. Cái này em lôi trong cái sọt ra lựa rất là cực khổ luôn, thấy thì ham mà cực, bê nguyên một đống motor ra mới lấy được nó ra. 1.750.000 nha, bao ship, giá này em không giảm nha, khách nào mua được thì mua được ủng hộ em. Hàng này hàng đặc biệt, chỉ quay tay nhẹ là ra điện nhiều nha. Còn cái này thì cũng như vậy luôn, nhưng mà cái này nam châm nó rất là khỏe, khi mình test á nó sượng từ rất là, tức là khỏe hay không khỏe thì sẽ có cách test nha. Và cái này 500 rất là khỏe, cái này thì 1.200.000 nha, không bao ship, hoặc là 1.250.000 bao ship. Rảnh ngày mai em sẽ là test nha, giờ thì chưa có rảnh rồi, em quay sơ cho bác xem nha. Như vậy là bên bãi bỏ sót cho mình cái bơm chìm của cha băng, thì em đi lấy xe, lúc đó họ chưa đóng gói, họ chưa vào bao, em đi lấy xe. Ok, bốn cái này thì có một anh khách lấy rồi nha. Cái hàng này thì anh khách đặc biệt chia sẻ, anh này là chuyên chế nguyên một bộ combo kéo, chuyên chế cái gì ta, bộ khí nén á, nguyên bộ luôn nha. Anh chia sẻ là anh chế nguyên bộ luôn, gồm một block nè, một block đó, một cái động cơ kéo và một cái bình khí luôn, và một hệ thống tự động ngắt luôn, bảo vệ áp. Cái thằng này anh đặc biệt chia sẻ là áp rất là cao các bạn, áp cao khỏe hơn mấy cái dòng to to nha, cho nên dòng to anh ngưng lấy, anh chỉ lấy đúng dòng này thôi. Thì dòng này thì nó hiếm các bạn, hiếm hàng nha, dòng này thì hiếm hàng, đi bãi thì thấy thì lấy rảnh thôi. Cái này có bốn cái anh lấy hết rồi nha, bốn cái. Cái này mình bán 400k nha, 400k, anh khách này khách quen cho nên mình bao ship, còn bình thường thì 400k không bao ship nha. Giá này lãi chưa tới 100k, tại vì nó nặng lắm. Hàng này hàng mới, hàng còn khá là mới, rất là mới. Nhân chuyến đi mình lấy. Ok, giới thiệu từ từ từng cái một cái nha, nhiều đồ quá. Đây nè, cái này hôm qua mình cũng giới thiệu nè, các bác xem cái tay em nè, là nó đó nha, nó khứa đó, em cấp nguồn á, giữ không nổi, nó văng. Đã có đơn nha, đơn 3 cái, nhưng mà em lấy 6 cái nha. Đây, có một anh khách hỏi trên kênh là nó còn sống không. Cái này hàng em bán ra bao sống nha, đấu một cái tụ luôn, bao sống, bảo hành 12 tháng, hàng của Đức nha. Hàng của Đức. Cái này phải lựa các bác, tại vì nó cũng có đa dạng áp lắm, có áp 115, có áp 400 luôn, và cái áp này là áp mà thông dụng nhất cho Việt Nam, áp 230, tức là 220, đấu một cái tụ 16 mi, đâu nha, nè, tụ 6 mi chứ, tụ 6 mi 450 VDC, VDB gì đó. Cái này em ngồi em tra cái datasheet trên hãng á, thì mới biết cách đấu nha, chứ không tra là bó tay. Hôm nọ thì em không có tra, em đấu mò nha, em tưởng hai dây này là hai dây đấu tụ,
tại vì màu giống nhau nhưng mà không phải nha. Hai dây này em sẽ chia sẻ cái cho các bác sau nha, chia sẻ làm clip. Hai dây này rất là đặc biệt, hai dây này rất là đặc biệt nha, phải tra tele ship mới ra. Ok, còn ba cái nha, ba cái thì bên bãi cũng còn một ít nhưng mà nặng lắm, cái 5 kg chở không nổi. Ok, cái này giá là 550k, đấu một cái tụ mới, bảo hành 12 tháng cho khách xài, 12 tháng nha, của Đức, bao xài, bao êm, bao rơ lắc. Hàng này thì khỏi cần phải bàn cãi. Cái hàng này các bạn mà lên trên Shopee mua cái cũ này á, nếu luôn cái lồng á, đó, thì mình đang thấy giá họ bán là 2.800.000. Cái nào không tin cứ lên mạng tra nha, tra đúng cái mã này nè, tra đúng cái mã này thì nó ra trên Shopee á, 2.800.000. Mã này nè, EBM PAPST, mã này, cho mã này ra nha, đó, tra đúng cái mã này ra thì 2.800.000. Cái này mình để xài nhưng mà khách nào mua thì mình cũng xem xét nha, tại vì mình đang có bộ khác, mình đang có một bộ trong kia kìa, cái bộ mà lắc tay á, cái bộ mà hôm nào mình chia sẻ đó. Bộ này thì bấm á thì nó tự trôi xuống nha, nó nhả ra, nó nhả cái ấy ra, nhả cáp ra đó. Cái này là móc lên nè, à cái này móc lên chứ, còn cái này cái nó vậy à. Bộ này khách tầm mua thì mình định giá nha, mình tính lại chưa kịp tính. Một lô quạt 12 24, bây giờ mình ở nhà mình 24 rất là nhiều rồi, mình không lấy 24 nữa, đặc biệt là 12 nha, 12 nè, hàng xịn hết, hàng của Đức, Germany, Hungary, 12V, cũng cái loại này là của Hungary nha, còn có một số cái khác là của Germany, 12V, 12V đây nha, 12V. Để mai mình rảnh mình test hàng tháo máy, hàng xịn, 12V. Cái này giống nhau nha. À cái này là Germany nha, Germany, nó chạy từ áp từ 6 cho tới 15V, 7-15 nha. Nó 12 nhưng mà ở dưới á, nó mở ngoặt ra nha, chạy từ 7 tới 15, chạy từ 7V tới 15V nha. Ngày mai mình sẽ review. Cái này là Germany, Đức, 12V. Còn mấy cái nhỏ xăng vô đen kia này thì 12 hết nha. Quạt này quạt 6 tấc, còn mới tinh, 12 luôn nha. À báo giá chứ, quên báo giá nha. Mấy cái 12 này hàng xịn thì 150k nha, 150k này tấc 2 á, 12 x 12 á. Cái này như 80 các bạn. Thứ đâu mà. Có thể video dài mình chia ra hai, quay cho nó kỹ chứ, quay lẹt xẹt quá thì cũng không có hay. Bữa nay đi bảo trì nhưng mà điện thoại được các bác cọc ấy, thì em rất cảm ơn nha. Dù em không làm việc, ngày đời em đi bận nhưng mà các bác vẫn tin tưởng cọc hàng thì rất là vui. Cái này một tấc 2 nha, tấc 2 nha, 150k. Ừ cái này 8 nè nha, 8. Nó cao 40 nha, cao 40. Cái này cũng 12 nha, của xăng Yodenki. Xăng Yodenki thì cái này rất là ngon nha, xăng A80, 12V. Cái này 100k cái bao ship. À 80k, xin lỗi, ai mua 2 cái thì bao ship, 1 cái không bao ship, 80k nha.
hàng xịn, hàng xịn, hàng chất, bảo hành 12 tháng. Rồi, cái này chỉ có một cái các bác, một cái nha, một cái, nhưng nó lại là hàng xịn. Cái này chắc tháo xe hơi hay sao? Nó đâu ta? Rõ ràng mình thấy nó 12V rồi. Nè nè, cái chữ cái câu cuối cùng đó nha. 12,5V nha. 2A. Nhưng mà mình chạy 12 được rồi. Alo. Anh ơi, nó lớn giùm không nghe anh ơi. Cái này cũng 150k nha. 150k 12V. Cái này hàng xịn. Còn cái này thực sự mình không có lựa nha, nhưng mà ảnh bỏ vào. Cái này cuối cùng làm gì ta? Hai cái tụ. Hai cái tụ nha. Hai cái tụ. Một cái bơm xịn. Bơm xịn 36V. Bơm mà chạy 33A. Ghê thật. Alo, nói lớn giùm anh ơi, không nghe anh ơi. Cặp ti nào anh? Anh đặt ở đâu anh vô anh chat là giùm em đi, em kiểm tra chứ hàng em gửi đi hết rồi. Anh đặt bên Zalo hay là tin nhắn gì đó anh vô anh chat là giùm em cái rồi em kiểm tra liền. Rồi cuối cùng làm sao mà gửi cho anh được? Tí là cái địa chỉ anh gửi qua bên đâu để em biết. Em kiểm tra lại. Gửi rồi nhưng mà anh gửi trên Zalo hay là anh gửi qua tin nhắn gì đó anh vô anh chat lại để em biết. Còn không thì anh xài số này đúng không? Rồi rồi, để em kiểm tra lại. Để kiểm tra lại. Rồi để em kiểm tra lại chứ hàng em gửi đi hết rồi. Để kiểm tra anh ơi, để em kiểm tra. Dạ. Dạ 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 dạ. Ok, tiếp tục cái này nha. Cũng 12V nha. Cái này hàng này hàng 4 dây các bạn. Hàng 4 dây này, bạn nào hiểu rõ 4 dây này thì biết xài rất là hay nha. Một dây hồi tiếp, hai dây nguồn và một dây một tốc độ nữa nha. Tức là nó chạy được hai tốc độ. Một dây hồi tiếp. 12V. Cái này 40k một nha các bạn. 40k nha. Bán từ hai cái nha. Một cái thì mất công gói quá. Cái bơm nhìn thấy rất là chất. 80 PSI là một cái áp lực rất là cao các bạn. 80 nha. Các bạn có thể tra ra 80 thì bằng bao nhiêu ký. Bởi vậy nó mới xài tận 33A nha các bạn. Nhìn rất chất. Để rảnh mình test nha. Để rảnh test. Tiếp tục tới nguồn. Nguồn mình thấy rất là ngon. Cho nên gom một mớ về. Báo giá luôn nha các bạn. Nguồn thì mình tin dùng có hai loại thôi. Lambda và Mainway. Chỉ hai nguồn này là mình tin dùng nha. Mình xài rất là nhiều.
Manuel và Lambda. Thì nó make in ở đâu kệ nó nha. Tại vì trong kia mình xài rất là nhiều, mình xài ba nguồn này, mình bán mình xài 5 7 năm. Cứ Lambda và Manuel và xài thoải mái. Ok, mình báo giá từng cái nha. 24V 3A pit 6A, tức là cầu chì 6A, pit tức là cái dòng để mà nó ngắt á là 6A, nhưng mà nó danh định là 3A. À, 24V vào 220. Cái này 200k nha. 200k nha. Mười hai chấm năm a, hàng bao sống bao xài nhé. Cái này cũng 200. Nói chung cái trung bình khoảng 200 các bạn. 24V, đặc biệt cái 24V 10A này là 250k nha. 250k. Nếu bạn nào lên Shopee thì giá khoảng 450. 450. Hàng bao sống bao xài nha. 24V 10A 250k. Hai mươi bốn vôn 3.2A 150k. 15V 2.4A, cái này 100k nha. 100k, hàng bao sống bao xài. 100k test trước khi giao. 15V 2.4A 100k. Còn hai cái này đặc biệt các bạn. 24V 2.1A nha. 21A chứ. 24V 21A rất là hiếm à. Khi mà dòng cao á thì nó có cái quạt các bạn thấy. Còn cái 24V cũng có quạt. 10A cũng có quạt. Cái này hàng bao xài 450k cho 24V 21A. Hàng tháo máy, tháo trong tủ điện ra Nhật bãi. Cái này rất là đặc biệt ha. 48V 4.2A 350k, hàng bao sống bao xài. Test trước khi giao. 48V 4.2A linh kiện rất là tốt. Manuel. Hầm 4V 6.5A. Cái này 150k nha. 150k, hàng bao sống bao xài nha. Manuel. Cứ Manuel mà xài nha. Xài nó lành. Nó lành. 24V 6.5A. Manuel dòng đủ. Đành. Lành tính. Ok, nguồn mình thấy nó nhiều mà nó ngon ngon á. Một là để xài, hai là không có khách nào mua á, mình để mình ráp cho khách nha. Tại vì cái nhu cầu mà khách cần á khá là cao các bạn. Nhiều khách lúc hỏi đâu có đâu. Ok, còn khá là nhiều đồ nha. Mình tách thêm một video nữa nha. Các bạn đón xem.